Chào buổi trưa anh chị cô chú, mình Phạm Phú Dư đây. Hiện tại là đang chuẩn bị ăn trưa anh chị. Lâu lâu cho anh chị xem những buổi ăn cơm nhà vườn như thế nào ha. Tất cả đồ nhà hết anh chị ha. Đây canh này rau bồ ngót với lại rau dền nè, đó, toàn là rau nhà hết, tự hái tự vô nấu canh luôn. Còn này thì khổ qua rừng anh chị ha, qua rừng cắt vô nè, nhà trồng nhưng mà mọc dại thôi chứ cũng không phải trồng nữa. Đó, ăn xào với thịt heo, nói chung là ăn rất là tốt anh chị ha, nó hơi đắng một chút nhưng mà ăn rất là tốt. Đây đầu làng nè, đầu làng nhà trồng luôn, trứng thì trứng gà nhà đẻ, nói chung là chỉ có thịt heo là phải mua thôi, nhà không có nuôi heo, không có nuôi thì cũng không có làm ăn được. Thì cái chủ đề video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với anh chị đó là cái quan điểm về cái chuyện nhiều người ở thành phố đang sao ta đang khổ vì nhà vườn anh chị. Đó. Tức là ban đầu thì hăm hở mua nhà vườn, nhưng mà dần dần già về sau thì muốn trở thành nô lệ nhà vườn luôn. Thì hôm nay là mình sẽ phân tích với anh chị lý do vì sao anh chị ha, lý do vì sao mà nhiều người đang khổ vì nhà vườn. Đây trước mắt anh chị chính là một căn nhà vườn. Một căn nhà vườn đã xây dựng được đâu đó là hơn 2 năm. Khoảng 2 năm rồi anh chị. Nhưng mà anh chị nhìn xem, đây có còn là nhà vườn nữa không? Cỏ cây ôm tùm hết rồi. Đó. Thực sự nếu mà phát hết toàn bộ cỏ cây anh chị. Đó, rồi trồng hoa, trồng kỹ, trồng cây lên, thực sự là nhà vườn này rất là đẹp. Nó sở hữu một vị trí rất là đẹp luôn. Đó, đường xá ngon lành, khu dân cư. Đây đối diện với nhà mình anh chị. Thì đây là căn nhà vườn đầu tiên mình bán đó anh chị. Chính là cái duyên đưa mình đến với là cái nghề môi giới bất động sản. Thì thật ra cách đây khoảng 2 năm trước là có một cặp vợ chồng họ lên đây ở thành phố anh chị, họ lên đây rồi hăm hở họ làm, họ xây nhà, họ làm hoành tráng lắm nha. Thật sự lúc đó mình cũng rất là vui tại vì đối diện mình cũng có hàng xóm. Tuy nhiên thì sau một thời gian ngắn thì họ đã quyết định họ bán. Và nhờ mình bán giùm. Mình thì thật sự là mình cũng đâu biết bán gì đâu, nhưng mà tự nhiên mà đăng lên trên YouTube và tự nhiên người ta thích, người ta mua, người ta liên hệ quá trời luôn. Thì đây chính là một cái ví dụ điển hình của cái trường hợp mà bị nô lệ, tức là bị nô lệ nhà vườn. Mình dùng cái từ này thì nó nghe nó cũng hơi nghe sao sao, nhưng mà sự đó sự thật đó anh chị. Thì cái lý do mà anh chị này bán á là do ban đầu muốn mua để mà có chỗ để mà cuối tuần về nghỉ dưỡng và muốn cho con cái của mình về gọi là có cái chỗ để mà hòa đồng hòa với thiên nhiên. Nhưng mà khổ một điều á là hai cậu con trai này thì lại không có thích vườn. Cho nên là mình thấy là mỗi cuối tuần gia đình này về là mình thấy là hai vợ chồng làm, chỉ có hai vợ chồng làm thôi à. Còn hai cậu con trai mặc dù là rất là to cao ha, nhưng mà không phụ cha mẹ. Rồi mình thấy là cứ tuần nào cũng về rồi cứ phải dọn cỏ, phải làm. Thật sự là nó không còn là hưởng thụ nữa, mà là bị nô lệ rồi. Bị nói chung là về cực khổ, cứ làm này nọ rồi gặp con cái không có hưởng ứng nữa. Cho nên là dần già cũng đâm ra nản, quyết định là kêu mình bán. Thì đó cũng là một trong những trường hợp rất là phổ biến hiện nay anh chị. Cho nên là rất là nhiều anh chị khi mà ghé thăm cái vườn của mình thì cũng rất là thích. Thì cũng có nhiều người ta cũng có cái ý tưởng là bây giờ nhờ mình tìm dùm đất vườn rồi làm nhà vườn này nọ. Hầu như là ai cũng vậy trơn, tại vì thấy ham mà, thấy nhìn đâu mà cây cỏ xanh tươi, rồi trái cây, rồi hoa, rồi cỏ, ấy lộn rau nữa, rau nhà trồng, nói chung là thấy cái gì nó cũng màu hồng hết trơn á. Nhưng mà anh chị chưa xác định được là để có được cái màu hồng đó thì phải trải qua rất là nhiều cái cực khổ và chuẩn bị rất là nhiều về cái mặt tâm lý và điều kiện. Thì hầu như là anh chị nào mà hỏi đất mình đều nói rõ cái điều đó hết trơn á, chứ mình không phải mình giấu giếm gì hết trơn. Tại vì cái đó là cái chuyện bình thường. Tức là khi anh chị xác định về muốn về tìm một cái nơi nghỉ dưỡng thì anh chị phải chuẩn bị những gì, những gì, những gì. Còn anh chị nó mà nhắm không có được là không được
thì thôi mình khuyên anh chị là đừng có mua, tại vì mua rồi cũng bán thôi. Đó, mặc dù là đôi khi bán cũng có lời chứ không phải không lời anh chị. Đây như cái đó, cái nhà này nè, bán cũng lời dữ lắm đó nha, chứ không phải không lời đâu. Đó, nhưng mà đó thì tất nhiên cũng lời, nhưng mà mình thấy là nó cũng hơi tiếc. Chị thấy tiếc không? Bây giờ hả, nguyên cái nhà vườn hả, cổng rào, nhà chòi, nhà nói chung là nhìn đẹp lắm chứ không, bây giờ nhìn nó rất là tiếc luôn. Và cuối cùng bây giờ là không ai ở hết trơn hết. Đó, thật sự là tiếc lắm. Bây giờ cho nên anh chị mà hả, quyết định là muốn mua đất vườn, hay là gọi cái khái niệm mà bỏ phố về vườn hay bỏ phố về rừng gì đó, anh chị phải xác định rõ rất là nhiều cái quan điểm nha anh chị. Nào là hả, mình đã đủ điều kiện chưa, tức là công việc của mình ở thành phố hay là cái tài chính của mình đó. Chứ mà thật sự là về vườn, về nông thôn sống á, thì mình đã chia sẻ rồi, vẫn có khả năng kiếm tiền, thậm chí là khả năng kiếm tiền còn cao hả, hơn thành phố rồi đó. Cái này tùy vào khả năng mỗi người. Nhưng mà nếu như anh chị nào không có rành hoặc là không có biết á, thì về đây cái thu nhập nó gần như không có đó. Bởi vậy ha, nó cũng tùy người và tùy cái tư duy của mỗi người anh chị. Ngoài những cái chuyện tài chính bắt buộc ra đúng không, thì còn những cái chuyện như là cái đam mê, cái sở thích, rồi con cái đó. Ví dụ như ha, có thể là anh chị mới tới đây thì thích, nhưng mà anh chị nhắm thử xem là mình ở đây trong vài tháng rồi ha, ngày nào cũng chỉ nghe tiếng chim hót, tiếng gà gáy, rồi ha, không có nghe tiếng nhạc sập sình, không có tiếng nghe xe cộ bóp kèn inh ỏi. Anh chị thiếu cái tiếng đó chị lại cảm thấy nó thiếu thốn, tại vì ở thành phố quen tiếng đó rồi. Thì ta tưởng tượng coi anh chị có thể sống được ở cái chỗ mà yên tĩnh, thoải mái như thế này không. Rồi gia đình, con cái nữa đó, rồi hay ông bà, cha mẹ, họ có thích hợp với lại cuộc sống ở nông thôn hay không đó. Anh chị phải xác định rõ. Mình nói ví dụ như giờ như người già đi, người già, nếu mà người già ở nông thôn, sống nông thôn sẵn rồi đó, thì họ khỏe mạnh, họ thích nghi được với cuộc sống nông thôn. Nhưng mà ở người già ở thành phố á, họ ít vận động, môi trường thì nó cũng không có tốt lành gì, cho nên là sức khỏe họ cũng hạn chế. Đâm ra là họ bắt buộc là họ phải bám ở thành phố để làm gì, để có thể đi bệnh viện nó nhanh hơn. Chứ ở đây thì thật sự với anh chị luôn là cái nền y tế nó cũng còn kém, nó hẳn là như vậy á. Cũng hên là do là người ở đây sống khỏe mạnh, quen rồi, cho nên là họ cũng chả cần cái y tế đó nữa. Lâu lâu hả, thậm chí là hả, tự uống thuốc cũng chung xong. Đó, chỉ trừ trường hợp là bệnh nào nặng quá thì mới phải hả, đưa lên cho thành phố thôi. Nếu về đây ở luôn thì dễ rồi. Đó, thì mình có thể chăm sóc, mình có thể quản lý được cái vườn tược mình ok rồi đúng không? Nhưng mà đối với những anh chị vẫn còn hả, vướng bận thành phố và chỉ xem cái nông thôn đây là cái hả, nơi để mà anh chị... cuối tuần hoặc là lễ lộc gì đó, mình về mình để mình chơi nghỉ dưỡng, thì anh chị có tính đến phương án cái chuyện mà khoảng cách chưa? Lỡ đâu mình mua ở một cái vườn rất là xa, cách thành phố Hồ Chí Minh tới mấy trăm cây số, mà hả, hai ngày chỉ được nghỉ có hai ngày cuối tuần thôi, mà đi về là hết mất một ngày rồi, còn nghỉ ngơi gì nổi nữa. Cho nên là hả, mua xa quá là cũng không thể nào mà quản lý được. Rồi gần một chút á, cũng như ở Bà Rịa đi, khoảng trăm cây thì về thường xuyên thì được đó. Nhưng mà anh chị mình có nhắm là mình có đủ thời gian không? Bởi vì ở thành phố nhiều khi cuối tuần còn phải đi tiệc, rồi đi nói chung là sự kiện này nọ đó, rồi dần già rồi nhà vườn mình bỗng bỏ bù lăng bù lóc rồi gặp mua cái nhà vườn quá rộng nữa đó, ham mua rộng làm tùm lum tới lạ hết, rồi mỗi tuần đi về là mỗi chuyện dọn dẹp này nọ nó cũng đuối nữa. Nói chung là nhìn thì ham đó, nhưng mà nếu mình không có những cái sự chuẩn bị rõ ràng từ đầu, tức là mình không có trong cái vườn mình, như mình đây nè, mình trồng cỏ này sạch sẽ hết rồi, tất nhiên là cái cỏ kia nó không mọc đúng không, rồi mình bên cạnh đó mình lắp cái hệ thống tưới động nữa, cho nên là mình có thể là mình bật tưới cho nó tự động luôn, cho nên là mình phải chuẩn bị những cái bước đó cho nhà vườn của mình, rồi đèn đuốc nữa mình cho nó sáng, cho nó sáng tự động luôn. Rồi camera đó là những cái mà phục vụ cho nhà vườn, mà cho những anh chị nào mà ít có thời gian mình tự chăm thì mình cố gắng mình làm những cái tự động đó. Bên cạnh đó là mình phải tìm thêm một cái người, ví dụ như là mình nếu có điều kiện mình thuê hẳn một người chăm vườn cho mình nhưng mà thật sự là một tháng mà trả mấy triệu cũng đuối lắm nha anh chị. Mà nhiều khi trả tiền rồi mà làm không ưng ý mình cũng rất là mệt mỏi. Đó là cái thực trạng mà nhiều người mình thấy là đang dính phải đó. Bỏ 6-7 triệu bạc để thuê một người làm giúp vườn, nhưng mà nhiều khi cũng không hài lòng. Thì nó tóm lại là cái chuyện mà bỏ phố về vườn á, nó thật ra
đối với nhiều người đơn giản lắm chơi. À, mình làm càng đơn giản, chỉ một cái nhà, một cái vườn thôi thì cũng có thể về được rồi, thì nó rất đơn giản. Còn những người anh chị nào mà đang cố gắng phô trương, đang làm cho cái vườn mà thật là hoành tráng, cho gọi là có như người ta hay là bằng như người ta, thì anh chị sẽ bị gọi là nô lệ. Tức là suy nghĩ về vườn á, nhiều khi đơn giản lắm, anh chị cần một cái chòi đó, cái chòi để mà che mưa che nắng thôi, rồi một cái vườn rau, một ít cây ăn trái để anh chị mà thư thả cuối tuần, thì nó sẽ rất là đơn giản cho anh chị. Còn mà anh chị xác định mà ở luôn á, thì anh chị mà có thể màu mè qua lá hẹ một chút giống như mình đây, thì bài ra một chút cũng không sao, tại vì mình ở đây trực tiếp. Cho nên là theo cái ý kiến của mình, để mà hạn chế cái chuyện mà mình phải biến thành cái kẻ nô lệ của nhà vườn, là mỗi lần về là phải chăm chút, phải gọi là cày cuốc. Rồi ở thành phố thì đang lo nghĩ là không biết cái vườn mình như thế nào này nọ. Nói chung là dần già là anh chị sẽ bị nản, dễ bị nản lắm. Cho nên là để tránh cái trường hợp đó, thì anh chị mình nên chuẩn bị tâm lý thật là kỹ, tham khảo là kỹ. Nói chung là nghe những cái người mà đi trước giống như mình đây nè, để coi mình đang ở cái điều kiện nào để mình có thể làm được ở phù hợp. Thì nếu mà về được thì nó khác, còn về không thường xuyên được thì nó khác, rồi ở gần nó khác, mà ở xa nó khác. Tùy vào cái điều kiện, tùy vào cái hoàn cảnh mà mình có cái chuẩn bị cho nó kỹ. Chứ không phải là về vườn là dễ đâu anh chị. Về vườn thì nó có rất là nhiều cái phải chuẩn bị. Điều kiện tài chính nè, tâm lý nè, sở thích nè, rồi gia đình nè, hoàn cảnh nè, nhiều cái lắm. Nhiều khi đơn giản thôi là đầy đủ hết tất cả cái điều kiện rồi đó, nhưng mà lại không thích sự yên tĩnh, nó cũng là một cái rào cản nữa. Rồi gia đình nhiều khi con cái hay là vợ hay là chồng không thích. Nói chung nhiều cái nó nhỏ nhặt lắm, nhưng mà nó sẽ làm cho anh chị nản ha, nản khi mà ở vườn. Rồi thì tóm lại thì đây cũng chỉ là một cái chia sẻ của mình thôi. Mình thì trong cái hoàn cảnh là bỏ hẳn về vườn, cho nên là mình sẽ có thể là có những suy nghĩ mình nó phải khác với anh chị. Thì anh chị nào mà thấy mình trong hoàn cảnh này thì cứ chia sẻ trong cái video ha, bình luận dưới video, để cùng nhau mình tìm ra cái hướng gọi là cải thiện cho cuộc sống nhà vườn nó ok hơn, nó không bị áp lực bởi những cái hoàn cảnh như nãy giờ mình nói. Rồi thì anh chị nào thấy hợp lý thì ấn like ủng hộ ha, còn muốn góp ý gì thì cứ bình luận dưới video. Và nếu quan tâm đến cuộc sống nhà vườn thì bấm đăng ký theo dõi chị ha, bấm đăng ký theo dõi kênh, tại vì mình sẽ còn chia sẻ rất là nhiều lắm. Nói chung là bất cứ cái gì mà anh chị đang lăn tăn là mình chia sẻ hết. Nói chung là trong 4 năm về vườn thì mình tin là sẽ có tạm đủ những cái kinh nghiệm để chia sẻ với anh chị. Rồi cảm ơn chị mình đã xem hết cái video này của mình ha.